Nãy vừa quay bắn pháo hoa thì nhớ tới chuyện vụ visa mọi người. Thì để sang Nhật này có hai ba hình thức gì đó. Mà người bình thường mình thì muốn qua thì phải xin visa. Thì người Việt mình á làm trong tết đó, Nhật nó không muốn qua nhiều. Khi nó coi mình nước nghèo sao không biết nữa. Mà đó, mình qua thì nó cho mình đi 2 tuần thôi. Còn nếu mà đi visa mà du lịch nha, 2 tuần 14 ngày mọi người, chỉ có cách là đi qua đây lao động thôi, theo hình thức là đi học 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 hỏi kỹ năng, gọi là thực tập sinh đó mọi người. Thì có đơn hẹn là 1 năm với lại 3 năm, thì 2 năm thì nó cho qua đây được ở 4 năm rồi về, nó không cho đi lại theo cái dạng mà đi làm nữa. Còn ai đi 3 năm á, thì hết 3 năm rồi có thể xin thêm 2 năm nữa chuyển ngành khác. Nếu như mình đang làm vệ sinh đi thì 2 năm nữa mình chuyển qua khách sạn làm, thì khách sạn không phải là tiếp tân lễ tân gì đâu, cũng đi là làm vệ sinh rồi trải ga giường này kia dọn dẹp này nọ thôi. Rồi sau 2 năm đó nếu được thì xin thêm 3 năm nữa thì tổng cộng là được 8 năm đi theo dạng đi làm. Sếp mà tào lao bên này thì có thể đi được, hoặc là bạn nào giữ giữ dằn thì sếp chửi mình chửi lại hắn thôi, mình tự nhiên mình chửi sếp luôn thì được, đi được 8 năm. Mà giờ yên rẻ mọi người, yên giờ còn có 160 à, mà lúc đó, đổi ra tiền Việt á, mà lúc mình đi qua đây thì yên tới 220 lận. Nói dễ hiểu thì giống như hả là một mang bên này xài một mang là 10.000 yên á, thì bây giờ đổi được có 1,6 triệu tiền Việt cả, mà hồi lúc trước đổi được tới 2 triệu, 2,2 triệu rồi. Thì một một mang thì ít, nhưng mà 10 mang, 100 mang thì nó nhiều mọi người, rất nhiều á. Cho nên giờ đi qua Nhật cũng không phải lựa chọn tốt gì. Mấy bạn nào qua đây tiết kiệm tiền để dành á, trước khi về 3 năm, 5 năm sau yên nó lên á thì mình được nhiều tiền thì cũng ok. Chứ còn qua đây là hy vọng giờ phải mượn nợ, còn người qua đây trả tiền gửi gì trả hàng tháng là chết chắc luôn, chết chắc không có đủ đâu nha mọi người. Trời đó, có quay ghê chưa, đêm tối á, mình quay bằng cái iPad á, mình nhìn thấy còn đẹp quá. Dạng visa đi qua đây nữa đó là visa chữa bệnh nha mọi người. Chữa bệnh thì nó cho mình đi được 90 ngày là 3 tháng, là được đem người thân theo luôn hoặc là người chăm sóc mình nó đi theo. Nhưng mà hôm bữa mình đọc thử trên Google thì nó bảo là phải có người, không phải là người bảo lãnh mà là cái bệnh viện á. Giống như giờ ngược lại mình đang đứng ở Việt Nam hay ở Nhật đi, mình ví dụ là mọi người dễ hiểu nè, giờ muốn qua Việt Nam chữa bệnh đi thì phải có bệnh viện nào bên Việt Nam chấp nhận bảo lãnh mình cho mình qua chữa bệnh tại bệnh viện đó thì mình mới được qua, hạn bệnh viện Chợ Rẫy hay là bệnh viện gì đó. Bữa mình đọc là vậy đó mọi người. Cho nên giờ mà mình về về Việt Nam xong rồi mình không có đi thêm 2 năm, 5 năm, 7 năm gì nữa hết, thì mà nếu muốn quay lại Nhật thì chỉ có 2 hình thức thôi. Một là visa chữa bệnh, hai là visa sao ta, đi du lịch. Du lịch thì được 14 ngày mà bạn không ở đây, không ở Nhật không có chỗ trọ này kia, mà đi du lịch 2 tuần là đủ một một mớ tiền rồi đó mọi người, nhiều tiền lắm. Phòng trọ ở Tokyo, khách sạn á thì nó nhỏ thôi, từ 2 mét vuông, 15 mét vuông, nói chung 20 mét vuông trở lại, mà nó không có khách âm như mà. Thì giá một đêm nó là khoảng 2 triệu tiền Việt, đó là tiền hở thôi đó. Ví dụ bạn đi 2 tuần thì 10 ngày hết 20 triệu rồi, thôi thôi đi 10 ngày thôi hết 20 triệu rồi. Rồi tiền mua đồ ăn, tiền đi tàu điện hoặc là đi xe buýt, đi vòng vòng đi tham quan mà nhất là không biết đi đâu á, đi theo mấy cái hướng dẫn, mấy cái bài viết ở trên Google thì thôi luôn, cũng không có gì để đi luôn á, nó bình thường á, đúng mấy chục triệu trừ khi bạn có nhiều tiền thôi. Còn mới dư giả được chút ít á, định đi du lịch chơi thì thôi đừng có đi, nhất là đừng có đi Nhật Bản nha, tại vì nước người ta giàu sẵn rồi á, y chang như mà tiền Việt và đổi ra tiền đô vậy mọi người. Khó lắm, với lại Nhật á mà nó giờ yên nó rẻ thì so với tiền Việt á thì nó cũng rẻ, nhưng mà chính vì nó rẻ cho nên nó mua đồ nước ngoài nó nhập về không à. Nhật á nó rất
trồng nông nghiệp, đất trồng này kia nó đâu có nhiều đâu. Thì chẳng hạn như bơ thì nó lấy của Philippines, có mãng cầu thì của Đài Loan, xoài của Đài Loan, rồi ớt, rồi nho của Mỹ, của Úc, nó lấy mọi nước, thịt bò của Mỹ, mọi nước nó lấy miếng miếng vậy đó. Thì dĩ nhiên là tiền đó, nó mạnh đó, thì giống như là một anh hai ký thịt bò ví dụ đi, tiền nó mạnh, bây giờ tiền nó yếu rồi, thì một anh về mua được thịt bò thì nó mua con ký về nước thì nó phải nó bán mắc hơn, tại vì nó tốn nhiều hơn, tốn nhiều tiền hơn để mua thịt bò. Lúc trước nó mua 2 ký 2 man đi, giờ nó mua 2 ký 2 man rưỡi thì gì nó bán đây 2 ký 3 man 4 man vậy đó, thì nó bán mắc hơn. Dĩ nhiên là bạn đi du lịch qua đây thì mọi thứ bạn mua bên này nó cũng phải mắc hơn, tại vì bên này nó nhận tiền thanh toán bằng tiền yên chứ nó đâu có thanh toán bằng tiền đô la hay gì đâu, thì bạn phải đổi ra tiền của tiền Nhật xong rồi bạn trả tiền, mọi thứ đều tăng lên hết. Chỉ có mấy người mà bán ô tô này kia của Nhật á thì người ta xuất khẩu ra nước ngoài mọi người, thì ô tô lúc trước cũng là 10 man tiền Nhật thì đổi ra tiền nước ngoài, tiền Việt đi chẳng hạn, thì lúc trước là 200 triệu, giờ có 160 triệu thì rẻ hơn, người ta mua nhiều hơn, thì mấy hãng như ô tô này kia thì có lời nhiều đó. Hôm bữa coi tin tức thì người ta bảo cái phần lời yên rẻ, phần lời nhiều hơn cái phần lỗ, cho nên là nó vẫn tiếp tục đấy vậy đó. Chưa kể bây giờ chính phủ Nhật á mọi người đang in tiền để hỗ trợ cho Ukraine, mấy người Ukraine qua đây tị nạn nhóc luôn, mà cứ mỗi người vậy đó, mỗi tháng nhận 10 man là mười mấy triệu tiền Việt á mọi người, cứ mỗi tháng nhận 10 man ở không á nha, không đi làm gì hết, còn mình đi làm thấy bà thôi, tháng cũng có 10 man. Nãy giờ bắn cũng lâu đó. Ở bên Nhật không có gì cả một lần đẹp đó. Nói chuyện liên tiên ăn may, mình cũng có ý định chia sẻ mấy cái mình biết á để cho mọi người hiểu chung, nhưng mà sợ làm video dài quá rồi không có thời gian xem hay gì, thì tương lai mình về Việt Nam mình cũng sẽ làm mấy cái video mà về những cái mình biết cho mọi người biết. Chuồng này ở đâu hay gì đó, là trời đẹp quá, cái nào hay hay thì mình sẽ cho mọi người coi chung hết trơn, làm để chia sẻ là chính, đẹp quá không mọi người. Cái iPad quay nó tủa tủa như cái dòng của mấy ông Phật hay gì đó hồi nãy. Thôi mà bây giờ gió quá mình đi vô, tại vì mình đang đứng ngoài ban công, gió mạnh quá nó ướt mẹ hết trơn rồi. Bye nha mọi người.